Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2015, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh được công nhận nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Năm 2023, Cát Thành đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đây là nội dung được đề cập trong tạp chí Đại Đoàn Kết hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá so với các xã thị trấn trong huyện. Cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang nỗ lực phấn đấu đưa thị trấn Cát Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trong năm 2023. Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh có diện tích hơn 800 ha với gần 17.000 nhân khẩu và hơn 4.800 hộ dân sinh sống ở 15 tổ dân phố. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kinh tế, văn hóa xã hội của thị trấn phát triển đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Với địa thế thuận lợi, có các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy, trong đó có sông Ninh Cơ chảy qua, là lợi thế quan trọng để thị trấn Cát Thành phát triển các ngành dịch vụ thương mại với các địa bàn khác trong và ngoài huyện. Xác định việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng kiểm chứng lại quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cát Thành phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới 15 tổ dân phố, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại các khu dân cư, qua đó nắm bắt được ý chí, nguyện vọng và vai trò của nhân dân trong việc tham gia giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đây là cơ sở quan trọng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong mọi mặt công tác và đời sống, đã mang lại những hiệu quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân. Thị trấn Cát Thành đã và đang khẳng định vị thế của mình với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, thu nhập ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực được xếp là top đầu trong huyện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo và củng cố vững chắc. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đều đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Thành tập trung rà soát những điều kiện thuận lợi của địa phương, trên cơ sở đó tạo được dấu ấn mới để khơi dậy phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh với khâu đột phá là xây dựng các tổ dân phố văn hóa văn minh. Điều mà người dân nơi đây tâm đắc nhất là được sử dụng hệ thống Wi-Fi miễn phí ở 15 tổ dân phố, khu vực chợ phố Cát Chử, nhà văn hóa trung tâm và hệ thống trường học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến nhà văn hóa để truy cập Internet, phục vụ việc tra cứu các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí từ hệ thống Wi-Fi đã và đang trở thành thói quen của nhiều người dân thị trấn Cát Thành. Nhờ có mạng Wi-Fi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân trong các tổ dân phố cũng như của chị em phụ nữ ngày càng trở nên sôi nổi hơn, thu hút nhiều thành viên tham gia. Từ đó tăng cường sự gắn bó đoàn kết trong cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời phát triển các dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Trong thời gian tới, tổ dân phố Đại Cát cũng như ban chi ủy và các ban công tác mặt trận là tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân bằng việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa thông qua việc vận động người dân xây dựng chỉnh trang nhà cửa, xây dựng xóm làng sạch, xanh, sáng, đẹp, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chủ động xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ, thể dục thể thao, văn hóa
nghệ thuật để mọi người dân tham gia và được hưởng thụ, thực hiện triệt để hiệu quả quy ước tổ dân số văn hóa và tăng cường gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đến thời điểm này, thị trấn Cát Thành không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Các vụ việc đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Để có được thành công đó là sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và hiệu quả mô hình, camera khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Tư liệu hình ảnh từ 35 mắt camera giám sát tại các khu phố, các tuyến đường chính, ủy ban nhân dân thị trấn và hệ thống camera an ninh sẽ là chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn. Công tác xã hội hóa tại thị trấn Cát Thành nhận được sự đồng thuận cao trong việc huy động nguồn lực xã hội, phát huy hiệu quả từ trong dân, người dân tự nguyện góp công góp sức, tạo thêm nguồn lực quan trọng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Hoạt động thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường với sự tham gia của cộng đồng được tất cả các tổ dân phố thực hiện thường xuyên, tạo môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Cá nhân tôi cũng như là toàn thể nhân dân thị trấn Cát Thành vô cùng phấn khởi, thấy quê hương Cát Thành ngày càng thay ra đổi thịt và đổi mới rất nhiều. Đặc biệt các công trình phúc lợi của toàn dân đã đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao và toàn dân được thụ hưởng những cái công trình phúc lợi bậc cao. Và đặc biệt cái công trình, cái sự phát động của nhà nước cũng như của huyện, tỉnh Nam Định, của huyện thực hiện cái nghị quyết của chính phủ về xây dựng cái đô thị văn minh. Và bản thân nhân dân chúng tôi rất tin tưởng vào cái đội ngũ lãnh đạo và cán bộ của ủy ban thị trấn đương lãnh đạo. Chúng tôi rất vô cùng phấn khởi những thành quả mà chúng tôi thụ hưởng được. Và chúng tôi tin tưởng rằng một ngày gần đây và tiếp tục chúng tôi càng được thụ hưởng những thành quả tốt hơn nữa, làm sao cho thị trấn Cát Thành ngày càng phát triển và ngày càng phồn thịnh và vững mạnh. Để hiện thực hóa mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, thị trấn Cát Thành tiếp tục huy động và phát huy hiệu quả mọi cơ hội và nguồn lực để phát triển nhanh bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đang từng ngày đổi mới tư duy, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Khai thác tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị để phát triển bền vững. Chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, phấn đấu hết năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn thị trấn tăng từ 8 đến 10%. Giá trị công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp đạt 401 tỷ đồng. Giá trị dịch vụ thương mại đạt 280 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, 100% khu dân cư, đơn vị trường học tiếp tục được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Trên cái cơ sở kết quả có thể khẳng định rằng trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị trấn đến các tổ dân phố đã tập trung sự đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách và đã đạt được những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng ổn định, chú trọng phát triển hài hòa cân đối về mặt kinh tế, văn hóa và môi trường sống. Chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao, quy mô và diện mạo đô thị ngày càng đẹp và văn minh hơn. Có nhiều các công trình đầu tư được làm mới đáp ứng cái yêu cầu mỹ quan và thân thiện với môi trường. Sự phát triển này luôn luôn hướng tới cái xây dựng thị trấn Cát Thành thành đô thị văn minh, hiện đại và bền vững. Trên cơ sở 9 tiêu chí đến thời điểm hiện nay thì đã có 7 trên 9 tiêu chí hoàn thành. Để phấn đấu hoàn thành được cấp trên công nhận thị trấn Cát Thành, hoàn thành xây dựng đô thị văn minh, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị trấn đến các đơn vị tổ dân phố tăng cường đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền tới người dân. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhằm mục đích vận động nhân dân tích cực tham gia vào cuộc sống, nhằm mục đích toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và phát huy vai trò chủ thể của người dân bằng việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, xây dựng các công trình trọng điểm đáp ứng với yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn đã được các cấp phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với những thành tích đạt được, với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cộng với sự đồng lòng chung sức của người dân trong quá trình thực hiện, tin rằng thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu,
đô thị văn minh theo đúng lộ trình đề ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục trò chuyện hôm nay, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Vũ Văn Lân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh về những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong những năm qua, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh là một trong những thị trấn tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vậy thì Mặt trận Tổ quốc đã có những cái kết quả như thế nào trong cuộc vận động này? Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã xây dựng chương trình phối hợp với Ủy ban Nhân dân, các tổ chức thành viên chỉ đạo các ban công tác mặt trận thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. Các tổ chức thành viên đảm nhận các công trình tự quản, kênh mương, hội nông dân tự quản, hàng cây hội cựu chiến binh, đường hoa hội phụ nữ, tuyến đường thanh niên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa của mục đích, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động, phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động. Thưa ông, đạt được những thành công như vậy thì bài học kinh nghiệm rút ra là gì? Để đạt được kết quả này thì bài học kinh nghiệm rút ra là thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, hàng năm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, sáng tạo. Trong năm 2023 và những năm tới đây, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cát Thành có những cái phương hướng và chương trình hành động như nào để tiếp tục cùng với mọi tầng lớp nhân dân hoàn thành cái xây dựng đô thị văn minh trong năm 2024? Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh và nghị quyết Ban chấp hành Đảng ủy về cuộc vận động và thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, về nội dung, phương thức, tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng cuộc vận động và xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động cụ thể với từng nội dung của cuộc vận động. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tạp chí Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Xin kính chào và hẹn gặp lại.